Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin địa phương huyện Châu Thành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng điểm qua những tin chính sau đây. Châu Thành khởi công xây dựng trường tiểu học Giồng Nần giai đoạn 2. Thanh Điền giao lưu cầu lông cùng văn phòng tỉnh ủy Tây Ninh. Sáng ngày 6 tháng 10, tại xã Long Vĩnh, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành phối hợp cùng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCB tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình trường tiểu học Giồng Nần giai đoạn 2. Tham dự buổi lễ có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án trường tiểu học Giồng Nần 2 được Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc CTCP quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 5,8 tỷ đồng. Dự án bao gồm cải tạo 4 phòng học hiện trạng, cải tạo cổng hàng rào, cải tạo khu vệ sinh hiện trạng, xây mới nhà bảo vệ, xây mới nhà xe, sân đền, hồ nước phòng cháy chữa cháy và thiết bị giảng dạy. Dự kiến hoàn thành dự án trong thời gian 6 tháng kể từ ngày khởi công. Ngoài ra tại chương trình, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng còn hỗ trợ 250 triệu đồng cho trường trung học cơ sở Long Vĩnh để đầu tư về cơ sở vật chất, phòng tin học, phục vụ việc giảng dạy. Dịp này, các đơn vị tài trợ còn trao 42 suất học bổng và bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Vĩnh. Ngày 6 tháng 10, câu lạc bộ cầu lông Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh và câu lạc bộ cầu lông xã Thanh Điền tổ chức giao lưu cầu lông nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, 1 tháng 10 năm 1991, 1 tháng 10 năm 2024. Tham dự buổi giao lưu có bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Văn Hoàng, Bí thư huyện ủy Châu Thành. Ngày 6 tháng 10, câu lạc bộ cầu lông Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh và câu lạc bộ cầu lông xã Thanh Điền tổ chức giao lưu cầu lông nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, 1 tháng 10 năm 1991, 1 tháng 10 năm 2024. Tham dự buổi giao lưu có bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Văn Hoàng, Bí thư huyện ủy Châu Thành. Tham gia buổi giao lưu có gần 20 vận động viên đến từ câu lạc bộ cầu lông Văn phòng Tỉnh ủy và câu lạc bộ cầu lông xã Thanh Điền. Các vận động viên thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Trong thời gian thi đấu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu thể thao hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi hấp dẫn, lôi cuốn người xem. Chiều ngày 3 tháng 10, trường tiểu học Phạm Văn Nô, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đến dự có ông Bùi Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông Trần Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Đỗ Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trường tiểu học Phạm Văn Nô được thành lập năm 1991, hiện trường có tổng diện tích 12.740 m2 với 32 phòng học với 396 học sinh. Trong 5 năm gần đây, tỷ lệ học sinh lên lớp tăng đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Các công trình được xây dựng kiên cố, phòng học, lầu thoáng mát, khuôn viên trường bao quanh hàng rào, có đủ các công trình phụ, có trồng cây xanh, cây kiển, tạo màu xanh bóng mát, môi trường xung quanh khu vực trường sạch, đẹp, an toàn. Trường liên tục được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, chi bộ nhiều năm liền được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10, đoàn công tác của huyện Châu Thành do ông Lê Ngọc Ẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ và huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Tại Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết, việc triển khai các chính sách giảm nghèo, chương trình vay vốn, hỗ trợ sản xuất được quan tâm thực hiện, các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục và trợ cấp xã hội được triển khai, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Thay mặt đoàn công tác, Ông Lê Ngọc Ẩn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, cảm ơn sự đón tiếp, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nội dung trong chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện Vĩnh Thạnh. Những thông tin này sẽ giúp huyện Châu Thành có thêm kinh nghiệm để vận dụng thực tiễn tại địa phương trong thời gian tới. Dịp này, đoàn công tác của huyện Châu Thành cũng đến tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình giảm nghèo bền vững tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Sáng ngày 2 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Châu Thành đã giám sát trực tiếp được 137 tổ chức và 391 đảng viên, kết quả cảnh cáo nhắc nhở 13 tổ chức và 80 đảng viên. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Châu Thành còn tiến hành giám sát chuyên đề được 26 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Qua giám sát đã cảnh cáo nhắc nhở 15 tổ chức và 9 đảng viên. Về thi hành kỷ luật trong đảng, trong 9 tháng đầu năm có 17 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Qua kiểm tra giám sát, góp phần nâng cao năng lực, sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Châu Thành ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h55 vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần trên các hạ tầng của TTV11. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.